Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Ở trên bàn đây chúng ta đang có một sản phẩm của Nokia, chiếc Nokia C31. Thì thật ra đây là một cái sản phẩm nó có mức giá thấp hơn so với các sản phẩm dòng G của Nokia. Và hôm nay các bạn hãy cùng mình đi mở hộp ngay cái sản phẩm này để xem là trong hộp thì Nokia trang bị cho chúng ta những gì khi mà mua chiếc C31 này tại Hoàng Mobile nhé. Intro nào. Và để trước khi bắt đầu video, từ ngày 7 cho đến ngày 31 tháng 10, hiện tại Hoàng Mobile đang có chương trình hot sale mở bán chiếc Nokia C31 này. Các bạn có thể mua được với mức giá khuyến mại chỉ còn là 2.790.000 đồng với phiên bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Ngoài ra với phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong thì các bạn chỉ phải bỏ ra cái mức giá khuyến mại là 3.190.000 đồng mà thôi. Nhanh tay tham khảo đường link mình để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về những thông số cũng như là những thứ mà Nokia in ngay bên phía ngoài vỏ hộp. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy mặt trước của hộp này chúng ta sẽ có màu xanh của máy ở đây. Màu xanh ở đây thì Nokia có đề là cái màu xanh min nha các bạn. Những cái thông số cơ bản thì cũng có in ngay ở đây, một cái tem nhà phân phối này các bạn thấy là chip Unisoc 96 9863A. Đây là một con chip Unisoc và mình thấy là con chip này chỉ sản xuất với cái tiến trình là 28 nanomet thì nó cũng gọi là khá là nằm ở cái phân khúc giá tầm thấp các bạn ạ. Thêm nữa là chúng ta sẽ có Android 12 này, màn hình 6.7 inch, 4GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Đây là cái phiên bản mình đang có, đây là 4GB RAM các bạn nhé. Thì nó sẽ đắt hơn một xíu so với cái phiên bản 3GB RAM. Pin này 5050mAh và Nokia cũng có quảng cáo là cái thời lượng pin của sản phẩm này thì có thể trụ được lên đến 3 ngày các bạn ạ. Thật ra cái việc sử dụng pin nó lâu hay là nó ít thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu sử dụng của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp luôn. Nói thật các bạn, mình cũng đã rạch sim cái sản phẩm này ra rồi. Và đây là chiếc Nokia C31 của chúng ta. Mình sẽ để gọn sản phẩm ngồi bên nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái que chọc sim này, sách hướng dẫn sử dụng này, rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng ở các loại ngôn ngữ khác nhau và một số những cái thông tin liên quan tới sản phẩm thì Nokia cũng có in. Đi kèm với đó là chúng ta cũng sẽ có một cái ốp lưng các bạn ạ. Ốp lưng này thì ốp lưng dạng silicone. Một củ sạc. Củ sạc này có công suất là 10W, đúng như là thông tin mà Nokia cũng có in ở trên hộp luôn. Tiếp đến là trong hộp thì các bạn sẽ có một cái tai nghe có dây đi kèm. Tai nghe này thì vẫn là cái tai nghe dây 3.5 các bạn nhé. Vì sản phẩm này thì nó vẫn có jack 3.5 ở phía đỉnh máy này. Lát nữa mình sẽ nói qua một chút về thiết kế sản phẩm. Tiếp đến là một cái cổng sạc. Khá là đáng tiếc khi mà cái sản phẩm này vẫn chỉ được trang bị sạc micro thôi các bạn ạ, chứ nó vẫn chưa được trang bị sạc Type-C. Thì đó tất cả những gì các bạn sẽ có khi mà mua chiếc Nokia C31 này. Ok, thì bây giờ mình sẽ miêu tả một chút về cái thiết kế bên ngoài của cái chiếc C31 này cho các bạn. Thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một cái màu xanh min, một cái màu trông khá là bắt mắt. Và cái cách thiết kế này thì nó cũng tương tự giống như những cái sản phẩm Nokia G21, G11 mà các bạn đã nhìn thấy trên rất nhiều những cái sản phẩm gần đây của Nokia rồi. Cách làm gần như là vẫn là tương tự. Cụm camera, 3 camera đặt đây này. Phía sau chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay. Logo Nokia ở dưới này là một cái dải loa ở đây. Chúng ta có một cái chấm tròn nhỏ ở đây thì để việc cái loa nó sẽ không bị chạm vào mặt bàn, giúp cho khi mà các bạn mở nhạc, các bạn để máy trên mặt bàn ấy thì nó sẽ tránh được cái việc là bị tịt cái loa ấy đi. Và cái điểm khiến cho mình tương đối là bất ngờ là bởi vì cái sản phẩm này nó có một cái màn hình có kích thước lên đến là 6.7 inch. Đây là một cái màn hình nó thật là rất là lớn. Với cái tỷ lệ 20:9 thì mình thấy là đây có thể coi là một trong những cái chiếc điện thoại nó có màn hình lớn nhất trên thị trường hiện tại. Và thêm nữa là một cái mức giá tương đối là rẻ. Với cái mức giá này thì mình nghĩ là học sinh, sinh viên các thứ là mới bắt đầu sử dụng smartphone là có thể lựa chọn được cái sản phẩm như thế này rồi. Thêm nữa là cái sản phẩm này nó chỉ có cái màn hình độ phân giải là HD cộng thôi các bạn nhé. Cho nên các bạn cần lưu ý một chút nếu như các bạn đang đòi hỏi một cái màn hình có một cái tần số quét cao này, có một cái độ phân giải cao hơn thì cái chiếc Nokia C31 này sẽ chưa thể đáp ứng được những điều đó.
Tuy nhiên, nếu như các bạn cần một chiếc màn hình có một kích thước lớn thì chiếc C31 làm rất tốt khi nó được trang bị một cái màn hình kích thước lên tới 6,7 inch cơ. Mình sẽ vào cái phần cài đặt này cho các bạn thấy, thì hiện tại sản phẩm này đang sử dụng Android 12 các bạn nhé. Và cái Android này là cái Android thuần của Google, cho nên các bạn sẽ thấy cái sản phẩm này phần nào nó sẽ mượt mà hơn so với những cái sản phẩm sử dụng Android tùy biến. Dù là như những cái thao tác vuốt của mình thì mình nhận thấy là khi mình thoát ứng dụng ra, nó sẽ có một cái độ trễ, độ khựng lại nhất định. Đó, cũng đây là một cái điểm cũng tương đối là dễ hiểu thôi, bởi vì sản phẩm này nó chỉ được trang bị một con chip ở mức giá tầm thấp. Ở đây thì mình cũng đã chấm qua cái điểm AnTuTu cho các bạn thấy. Thì mình có một cái mức điểm nó chỉ loanh quanh ngưỡng là 120.000 điểm thôi. Đây không phải là một cái mức điểm số cao, nên là với những cái tác vụ cơ bản như kiểu lướt web, lướt Facebook các thứ thì mình nghĩ là con chip này vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đó cho các bạn. Tuy nhiên khi mà các bạn chơi những cái tựa game nặng hơn, các bạn chơi những cái tựa game ví dụ như kiểu là Liên Quân các thứ đi, thì mình nghĩ là vẫn chơi được nhá, nhưng mà nó sẽ ở một cái mức FPS nó khá là thấp. Cho nên là ai mà đang cân nhắc mua chiếc máy này để chơi game thì các bạn cũng cần phải xem lại. Về camera thì sản phẩm này được trang bị cụm 3 camera là 13 megapixel, đi kèm với đó là 2 megapixel hỗ trợ chụp xóa phông này, camera đo chiều sâu đấy, và một camera hỗ trợ chụp macro có độ phân giải là 2 megapixel. Ở trong cái phần camera này các bạn sẽ có những cái chế độ chụp ảnh rất là thông thường, cơ bản. Và thêm nữa thì Nokia cũng có nói là họ sử dụng Google Camera các bạn ạ. Cho nên là các bạn có thể thấy là cái app này nó gần như là nó rất giống những cái app chụp ảnh ở trên những chiếc Google Pixel. Ở đây chúng ta có phần quét QR này, hay là thêm nữa các bạn sẽ có những cái tính năng như kiểu là dịch. Dịch đây thì các bạn có thể dịch thuật trực tiếp luôn ngay ở trên phần camera các bạn nhé. Nghĩa là các bạn dơ máy ảnh ra vào những cái phần text tiếng Anh hay là text tiếng nước ngoài gì đó thì nó sẽ dịch tự động ngay trên cái camera này. Đây là một cái tính năng của Google Camera. Với cái khả năng quay video ấy, thì sản phẩm này nó chỉ quay video là 1080 với FPS là 30 mà thôi các bạn nhé. Nó sẽ không quay được 1080 60 frame đâu. Cho nên là các bạn ai mà đang quay, cần quay chụp nhiều trên điện thoại, các bạn cũng lưu ý cho mình cái vấn đề này. Có một điểm mà mình thấy khá là thú vị, đó là các bạn có thể quay video macro các bạn nhé. Mình sẽ thử một chút. Đúng rồi, các bạn có thể quay video macro trên cái chiếc máy này, nhờ việc là tận dụng cái camera macro. Đây là một điểm khá là thú vị, bởi vì rất nhiều những sản phẩm cũng có trang bị camera macro, tuy nhiên mình nhận thấy là nó sẽ không sử dụng để mà quay video được. Đó là một cái điểm khá là hay. Kết luận rằng đây có lẽ là một cái sản phẩm sẽ dành cho những người dùng mà mới bắt đầu sử dụng smartphone, hoặc là những người dùng lớn tuổi cần một chiếc điện thoại mà có một cái màn hình lớn để xem video, đọc báo, tin tức nó rõ ràng hơn thôi. Và cái điểm nhấn ở trên sản phẩm này, như các bạn đã thấy, một cái thiết kế nó tương đối là phổ thông, nó dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng. Một cái dung lượng pin rất là lớn, 5050 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 10W. Thêm nữa là Nokia cũng có quảng cáo là cái thời lượng pin chúng ta có thể sử dụng lên tới là 3 ngày. Thì đây là một cái thời lượng pin cũng rất là châu bò rồi. Và tiếp đến thì đó là cái khả năng chống nước IP52. Mặc dù đây là một cái tiêu chuẩn chống nước nó không cao, tuy nhiên thì với IP52 thì các bạn cũng sẽ tránh được những cái sơ suất như kiểu là đi mưa các thứ, chẳng may là nước có bắn vào thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Và một cái điểm cuối cùng của những cái chiếc điện thoại Nokia ấy, thì Nokia cũng có hứa rằng sẽ cập nhật bảo mật cho những chiếc điện thoại này trong vòng 2 năm. Thì đây là một cái quãng thời gian mình nghĩ là vừa đủ để các bạn có thể sử dụng điện thoại của mình. Bởi vì trong khoảng 2-3 năm thì mọi người cũng sẽ nghĩ đến việc là đổi điện thoại rồi, đúng không nào? Và vừa rồi là một cái bài mở hộp chiếc Nokia C31 của mình. Theo các bạn thì cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp với đối tượng người dùng nào? Hãy để lại comment phía bên dưới và đừng quên bấm like, bấm subscribe cho Hoàng Hà Channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.